Trong năm 2023, Kia K3 đã đánh mất phong độ, không còn là xe đen hạng C bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Điều này, cộng với sự sụt giảm chung của toàn thị trường ô tô Việt Nam từ đầu năm đến nay, khiến một số chiếc Kia K3 sản xuất năm 2022 vẫn còn tồn kho tại đại lý. Để giải phóng hàng tồn, một số đại lý hiện đang giao bán những chiếc xe này với giá cực kỳ hấp dẫn. Theo đó, hai đại lý ở khu vực tỉnh Bắc Ninh và Hà Nội báo giá cho Kia K3 bản tiêu chuẩn MT số VIN 2022 với giá chỉ 460 triệu. Trong khi đó, một đại lý ở khu vực tỉnh Phú Thọ công bố giá 470 triệu. So với mức nghiêm yết là 549 triệu của hãng, Kia K3 MT số VIN 2022 rẻ hơn ít nhất 79 triệu. Với Kia K3 bản Turbo GT cao cấp nhất, một đại lý ở Hà Nội, giao bán với giá 689 triệu giảm 50 triệu so với mức nghiêm yết 739 triệu. Như vậy, Kia K3 MT số VIN 2022 hiện có giá rẻ hơn cả một số mẫu xe hạng B, như Toyota Vios và Honda City. So với xe sản xuất năm 2023, Kia K3 số VIN 2022 không có gì khác biệt về mặt thiết kế hay trang bị. Tuy nhiên, xe số VIN 2022 sẽ bị mất giá hơn khi bán lại. Với những ai mua để sử dụng lâu dài, thì đây là cơ hội tốt để tiết kiệm chi phí. Trong tháng 10, hãng Kia đã bán được tổng cộng 300 chiếc K3 cho khách hàng Việt tăng 20% so với tháng liền trước. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, mẫu xe Hàn Quốc này đạt doanh số 2.995 xe, đứng thứ thứ hai trong phân khúc xe hạng C, sau Mazda 3 bán 5079 xe. Kia K3 là mẫu xe có giá bán khá hấp dẫn trong phân khúc, giao động từ 549 đến 739 triệu cho năm phiên bản. Bên cạnh đó, mẫu xe Hàn Quốc này còn sở hữu thiết kế ngoại thất bắt mắt và thời trang. Trang bị nội ngoại thất của xe cũng khá đầy đủ với hệ thống đèn LED, gương chiếu hậu gập điện, chỉnh điện, sấy gương, tích hợp đèn báo rẽ, vành hợp kim 17 in, ghế vô lăng bọc da, ghế lái chỉnh điện, màn hình cảm ứng trung tâm 10.25 in, điều hòa tự động hai vùng độc lập, hệ thống âm thanh 6 loa và sạc điện thoại không dây. Tuy nhiên, Kia K3 có một điểm yếu là thiếu các tính năng an toàn chủ động ADAS, trong khi phần lớn các đối thủ cùng phân khúc đều có. Thay vào đó, xe chỉ sở hữu hệ thống kiểm soát hành trình, camera lùi. 6 túi khí, cảnh báo áp suất lốp, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước sau, hệ thống cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Nằm bên dưới nắp capo của mẫu xe này là ba tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng 1.6 lít, sản sinh công suất tối đa 126 mã lực và mô men xoắn cực đại 155 Nm đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Thứ hai là động cơ xăng nu 2 lít với công suất tối đa 159 mã lực và mô men xoắn cực đại 194 Nm đồng hành cùng hộp số tự động 6 cấp. Cuối cùng là động cơ xăng gamma tăng áp, dung tích 1.6 lít với công suất tối đa 201 mã lực và mô men xoắn cực đại 265 Nm đi, với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp.